Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kim Sinh Lạc. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu Mountain Bike địa hình thương hiệu đến từ Mỹ, dòng Mountain Bike dòng thương hiệu Trek nữa nhá. Series 4 series và model của xe là model 4300. Và cái series 4300 này thì em đã giới thiệu trong rất nhiều video trong thời gian vừa qua. Thì đây cũng là một cái mẫu thương hiệu dòng Trek khá là tương đối, rất là tốt cho các bác dòng xe đạp thể thao dòng địa hình. Mà giá thành rất là tốt các bác nhá. Với tông màu chủ đạo rất là sport, tông màu đỏ đen kết hợp màu trắng trên khung xe. Vâng, và đây là những cái chiếc xe. Vâng, thì cái thương hiệu Trek này thì không còn gì xa lạ đối với những bác đạp xe đạp lâu năm rồi. Một trong những cái dòng xe đạp thể thao rất là nổi tiếng và đến từ thương hiệu Mỹ. Và cái model của xe là series 4 series, tầm trung đời 4300, model của xe Trek series 4300. Thì em đã giới thiệu trong rất nhiều những video trước đây. Thì trước này em về còn rất là mới, em đánh giá là mới chiếm tầm 90% xe. Tông màu chủ đạo của xe là tông màu đen. Đó, nhìn cái lớp sơn của rất là đẹp không nhá. Tông màu đen chủ đạo cũng điểm chỉ đỏ và màu trắng trên khung xe. Đó là yêu thích cái dòng thương hiệu tên tuổi thì đây là một cho bác lý tưởng cho bác dùng. Series Trek 4300. Trước đây em có về những chiếc màu xanh, màu đỏ đen đen đỏ. Thì nay em về một chiếc cái tông màu tối, màu rất là khỏe xe. Màu đen chủ đạo, điểm nhấn chỉ đỏ trên khung xe. Và toàn bộ xe là nguyên zin, tất tần tật các bác. Nguyên zin theo xe của thương hiệu Trek là đồ của Montrager hết. Thương hiệu Trek thì em có nói qua các bác biết thì những video trước đây đều gắn liền với linh phụ kiện của Montrager. Của Ford Kidon chính hãng của Montrager, biểu tượng hình chữ B, cái tắt của Montrager, tay lắm cao su chính hãng của Montrager luôn các bác nhé, người chủ cũ vẫn còn giữ nguyên trên xe, tay lắm cao su Montrager, xe sử dụng với tay bấm xả của Shimano tăng bị với 8 tầng lip, logo của Montrager cũng nhìn rõ của Ford Kidon nhôm, khung nhôm. Để phải em trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano. Vâng, sẽ trang bị với cụm phanh đằng trước và sau này là phanh đĩa nhé. Giảm tốc dầu. Vành chính hãng của Montrager. Nguyên bản theo xe. Vành nguyên zin Montrager. Đây lốp Montrager luôn nhé. Lốp chính hãng của Montrager luôn. B lốp chính hãng của Montrager. Lốp thì vẫn rất là mới. Dưới khung gầm xe vẫn còn cái tem mã vạch chính hãng của thương hiệu Trek. Lần này em về với khung size là size 46 tức là size S, chỉ các bác là 6 trên 1m7. Khóa cọc yên chính hãng của Montrager. Cọc yên Montrager. Yên xe nguyên bản chính hãng của Montrager luôn. Yên Montrager. Còn tất tần tật xe là về nguyên zin, đều chính hãng của thương hiệu Trek. Còn rất là mới, đều là thương hiệu của Montrager. Đùi đĩa của Shimano, 3 tầng đĩa. Gạt đĩa của Shimano, Alivio. Đằng sau sử dụng với củ đề Shimano Alivio, trang bị 8 tầng lip. Phanh sau là phanh đĩa, phanh trước sau là phanh đĩa, chính hãng của Shimano. Lốp trước và lốp sau là Montrager. Vành chính hãng Montrager luôn. Và bây giờ xin mời nhà chi tiết hoạt động của xe. Vâng, xe trang bị với 8 tầng lip. Lên lip. Xuống lip. Xuống lip. Bên phải em là 3 tầng đĩa, đủ đĩa Shimano, xuống đĩa, lên đĩa. Đó là bon xe, một thương hiệu rất là tên tuổi, thương hiệu đến từ Trek, series 4300, một rất là mới, tầm em nói tổng thể xe tầm 90% xe.
mới vừa anh đánh giá tổng thể xong chiếc xe địa hình Mountain Bike Sorry check 4.300. Mà xe giá tốt bên em là 7.500.000. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm mình liên hệ anh qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp. Nhấn đăng ký và xong cái kênh. Vâng, hẹn các bạn chơi ngày mai.